vui được gặp lại các bạn trên kênh Y Lực Sống của tôi. Hôm nay chúng ta cùng nhau bước vào phụng vụ của Chủ nhật tuần thứ 15 mùa thường niên năm Bề. Chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa theo Tin Mừng Thánh Marco chương 6 từ câu 7 tới 13 và bài suy niệm sau đây. Khi Chúa Giêsu gọi 12 tông đồ và sai từng hai người đi, người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế và người truyền cho các ông đi được đừng mang gì ngoài cây gậy, không mang bị, mang bánh, không mang tiền trong túi nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo đến đâu các con vào nhà nào thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con cũng không nghe lời các con thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối, các ông trừ nhiều quỷ, sức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân. Các bạn thân mến, một trong những ưu tư hàng đầu của Chúa Giêsu trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng đó là tìm những người cộng tác với mình, bởi vì Ngài luôn nhận thấy rằng lúa chín thì nhiều mà thợ gặt thì ít. Chúng ta thấy trong năm chương đầu của Tin Mừng Marco, Ngài đã cho chúng ta nghe rằng Chúa Giêsu cùng với các môn đệ, và Ngài đã thiết lập nhóm 12 để ở với người và để người sai họ đi. Chúa Giêsu sai các tông đồ đi rao giảng, và đồng thời Ngài cũng trao cho các môn đệ của Ngài những quyền năng Ngài có, như quyền rao giảng, quyền chữa bệnh, quyền trừ quỷ. Đó là những hành trang nền được mà Chúa Giêsu đã từng chuẩn bị cho các môn đệ. Còn mọi thứ hành trang khác như cơm, gạo, áo, tiền chỉ là phụ thuộc. Đức Giêsu cấm các ông không được mang theo lương thực, bao bì, tiền bạc. Như thế Đức Giêsu muốn các môn đệ của Ngài hoàn toàn nương tựa vào Thiên Chúa và vào ân sủng của Ngài. Các môn đệ đã được sai đi khắp mọi nơi. Các Ngài đã ly gót qua các làng mạc và thành phố mà không có một chút gì bảo đảm ngay cả mạng sống. Dù gặp thành công hay thất bại, các môn đệ được mời gọi đừng bám chặt ở một chỗ. Bởi như lời của Chúa Giêsu đã từng nói, chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa. Tin Mừng Thánh Marco chương 1 câu 38. Thưa các bạn, tính di động trong công cuộc truyền giáo cũng là đặc tính thiết yếu của người tông đồ được sai đi. Sẵn sàng được sai đi, được đến và rồi lại được tiếp tục ra đi. Và người môn đệ của Chúa Giêsu nên nhớ rằng hiệu quả của việc ra đi rao giảng Tin Mừng sẽ không đến từ những ảnh hưởng của khả năng con người hay vật chất, nhưng từ quyền năng của Thiên Chúa, từ cuộc sống chân thành, từ niềm tin và tư cách chúng ta yêu thương của người ra đi rao giảng. Hay nói như lời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị như sau: mọi nghi lực và lòng sùng mộ của nhà giảng thuyết đều xuất phát từ nguồn mạch tình yêu của Thiên Chúa đổ vào tâm hồn chúng ta qua hồng ân của Chúa Thánh Thần. Đúng vậy, thưa các bạn, mỗi người tín hữu chúng ta khi đã lãnh nhận bí tích rửa tội và thêm sự, chúng ta cũng đều được sai đi truyền giáo. Chúng ta được mời gọi trở thành là những chứng nhân của nước trời. Mỗi Kitô hữu là một chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa. Và cách hữu hiệu nhất trong nhiệm vụ cao cả này chính là gương sáng của chúng ta, nghĩa là làm bất cứ việc gì ở đâu với ai, chúng ta hãy để ý đến cách đối xử
với cách nhân ái của chúng ta, hầu làm sáng danh Chúa giữa mọi người. Vì Á Rào có một câu tương ngôn đầy ý nghĩa như sau: nếu anh không làm được ngôi sao trên trời, anh hãy làm cái đèn trong nhà anh. Nếu đa số chúng ta không có điều kiện để đi đây đó làm tông đồ, thì tất cả chúng ta đều có thể làm tông đồ bằng gương sáng. Làm gương sáng là một nhiệm vụ chính Chúa Giêsu đã truyền dạy. Các con là cái đèn sáng, sự sáng của các con phải được chiếu tỏa trước người ta, để người ta thấy công việc của các con mà người khen Cha trên trời. Làm gương sáng bằng hành động của chúng ta có sức lôi cuốn hơn những lời nói hoặc những bài giảng hay của chúng ta. Gương sáng cụ thể nhất là việc làm thể hiện tình yêu thương của chúng ta. Có một người đàn bà kia đã khuyên được con cưng của bà như sau: con ơi, ngày con mới sinh, đôi mắt con vừa nhìn thấy ánh sáng, mọi người đều mỉm cười với con, mà con lại khóc. Con hãy sống thế nào để một ngày kia, đến giờ sau hết, mọi người đều tràn lệ mà con lại mỉm cười. Thì các bạn sống thế nào để được như thế? Thưa, chỉ có một cách duy nhất là gieo vào tâm hồn những người chung quanh chúng ta một tình thương mến, để đến giờ cuối họ phải khóc vì thương tiếc, và chúng ta mỉm cười vì đã thực thi được tình người. Muốn như vậy, điều cần thiết là phải biết yêu thương và thể hiện tình yêu thương. Tất cả chúng ta là những người đã từng được nghe những lời của tin mừng nói với chúng ta. Nhưng thử hỏi chúng ta có quý trọng lời của tin mừng không? Chúng ta có nhận thức được sự thật này không? Chúng ta có biết ơn tương ứng không? Chúng ta hãy là những sứ giả, những người rao giảng nhiệt thành bằng gương sống và nếu cần bằng lời nói và ngay cả mặt sống, để tin mừng không bị từ chối đối với những người mà Thiên Chúa đã đặt trên đường đời của chúng ta. Hay nói như lời của Thánh Thomas Aquino như sau: hướng dẫn ai đó đến với đức tin là nhiệm vụ của mỗi nhà giảng thuyết, nhưng cũng là nhiệm vụ của mọi tín đồ. Cũng vì mỗi người chúng ta luôn ý thức nhiệm vụ tông đồ và cố gắng thực hiện bằng cách làm gương sáng và thể hiện tình yêu thương để danh Chúa được rạng ngời hôm nay và mãi mãi. Lạy Chúa, xin hãy sai con đi trong vườn nho của Chúa. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn.